SAT-L là sản phẩm mới trong hệ thống vũ khí phòng vệ bằng laser của quân đội Đức do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Nội địa Rheinmetall phát triển. Vũ khí này có cấu tạo gồm 3 thành phần: mô đun radar cảnh báo sớm, mô đun điều khiển bắn và mô đun thiết bị phóng laser. Trong khi đó, mô đun thiết bị phóng laser gồm những ống phóng laser tương tự như nòng súng. Mỗi nòng có công suất 20 kW và được điều khiển độc lập. Thấu kính của mỗi nòng súng đều được bảo vệ bằng một lớp phủ đặc biệt, ngăn chặn tia laser tán xạ do sương mù, mưa hay các giọt nước. Trong các thử nghiệm sơ bộ, hệ thống có thể loại khỏi vòng chiến đấu các phương tiện bay không người lái trong bán kính 500m, cũng như tiêu diệt đầu đạn súng cối, tên lửa trong bán kính lên đến 2 km. Ngoài chức năng phòng không trước các mối đe dọa từ mục tiêu bay chậm và thấp hoặc đạn cối và tên lửa, hệ thống còn được sử dụng cho các mục đích khác như xử lý bom mìn, vật cản hoặc phá rào. Rheinmetall còn nghiên cứu chế tạo các loại súng laser có công suất khác nhau để lắp đặt trên nhiều nền tảng phương tiện chiến đấu.